Phùng Thiều Phong chịu lỗ hậu ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh. Sau 3 tháng ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiều Phong vẫn khiến truyền thông và người hâm mộ theo sát từng bước chân. Nhất cử nhất động của hai nghệ sĩ đều trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều fan vẫn mong chờ rằng nữ diễn viên họ Triệu có thể tái hợp với chồng cũ, xây dựng lại tổ ấm gia đình toàn vẹn. Vậy nhưng trong một diễn biến khác, trang 163 ngày 29 tháng 7 lại có một bài viết tiết lộ chi tiết phần chia gia sản của hai vợ chồng hậu ly hôn. Điều đáng nói, trang 163 đặt dòng tích rằng Phùng Thiều Phong cắn răng chịu lỗ trước vợ cũ. Theo nguồn tin cho biết, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh liên tục quay trở về tổ ấm ở Thượng Hải. Lý do là bởi Phùng Thiều Phong đã để lại căn siêu biệt thự trị giá cả trăm triệu tệ, tương đương hàng trăm tỷ đồng này cho vợ cũ. Ngược lại, dù mất biệt thự, nhưng tài tử họ Phùng lại có được cậu con trai. Tuy nhiên, theo nhận định của trang 163, Phùng Thiều Phong không hề thua thiệt Triệu Lệ Dĩnh cuộc chiến gia sản này. Lý do là bởi chồng cũ của mỹ nhân họ Triệu vốn là thiếu gia khét tiếng, cuộc sống chưa bao giờ phải lo tới chuyện kiếm tiền. Cặp vợ chồng có tất cả 17 công ty thuộc quyền quản lý của mình, song đều hoạt động độc lập. Chính vì vậy không liên quan tới việc phân chia tài sản. Trang Sohu cũng đã chia sẻ thêm hình ảnh mới nhất của Phùng Thiều Phong tại một văn phòng giao dịch bất động sản. Hậu ly hôn, nam diễn viên già nua xuống sắc và tiều tụy thấy rõ. Trang Sohu đặt dấu chấm hỏi, phải chăng Phùng Thiều Phong chuẩn bị sắm thêm một căn nhà mới cho riêng mình hay không? Phùng Thiều Phong, tên thật là Phùng Uy, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1978 tại Thượng Hải. Anh là một diễn viên có tiếng tại Trung Quốc và châu Á. Ở tuổi 40, Phùng Thiều Phong vẫn phong độ và hào hoa. Anh cũng từng được cho là nam diễn viên sát gái của showbiz khi liên tục hẹn hò với nhiều nữ minh tinh sáng giá. Bên cạnh đó, gia cảnh siêu khủng nhà Phùng Thiều Phong cũng là chủ đề quan tâm của nhiều khán giả. Phùng Thiều Phong là người thừa kế duy nhất của một gia đình doanh nhân ba thế hệ có tiếng trong ngành dệt may. Gia nghiệp của gia đình họ Phùng ước tính trị giá hơn 1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3.500 tỷ đồng. Không chỉ là cậu chủ của tập đoàn dệt may nổi tiếng Trung Quốc, Phùng Thiều Phong còn đứng tên sở hữu một loạt các công ty truyền thông như công ty điện ảnh và truyền hình Phong Mang, công ty điện ảnh và truyền hình Đông Uy, công ty điện ảnh và truyền hình Danh Phong. Đồng thời, anh còn làm cổ đông của 7 công ty khác, bao gồm công ty điện ảnh Lạc Thị, công ty điện ảnh Hạo Hãn. Chẳng thế mà nam diễn viên từng cho hay, anh chưa bao giờ quan tâm đến cách xê diễn viên mà chỉ chú trọng vào kịch bản. Sina đánh giá Phùng Thiều Phong bẩm sinh có khí chất quý tộc, anh hợp với những vai công tử thiếu gia trên màn ảnh, hình tượng giống đời thực của nam diễn viên. Phùng Thiều Phong còn là con một trong gia đình giàu có ba thế hệ. Khởi nghiệp thuận lợi, Phùng Thiều Phong ngày càng khẳng định vị thế tại showbiz. Anh có nhiều phim được đánh giá cao, hút khán giả. Trong số đó có thể kể đến Cung Tỏa Tâm Ngọc, Nữ Nhân Hoa, Lan Lan Vương, Mỹ Nhân Tâm Kế, Địch Nhân Kiệt, Tứ Đại Thiên Vương, Đại Chiến Cô Dâu. Phùng Thiều Phong còn gắn liền với hình ảnh Đường Tăng trên màn ảnh rộng khi xuất hiện trong Tây Du Ký, Nữ Nhi Quốc và Tây Du Ký Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh. Triệu Lê Dĩnh là nữ diễn viên cũng thuộc danh sách kiếm tiền không phải dạng vừa. Nữ diễn viên đang đứng tên 6 công ty, bao gồm văn phòng đại diện văn hóa tại Nam Kinh, văn phòng đại diện công ty điện ảnh và truyền hình Tân Dịch tại Nam Kinh, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa làm sắc phất điểm tại Giang Tô, còn có cổ phần ở các công ty điện ảnh Hải Nhuận, Đạo Thảo Hùng. Sam Sam Lệ Dĩnh còn lọt top 13 nghệ sĩ showbiz có tổng thu nhập khủng của Forbes với số tiền 104 triệu nhân dân tệ, khoảng 364 tỷ đồng.